Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là chương trình diễn ngâm sóng giảng thi văn của Đức Quỳnh Giáo Chủ do Ban Đại diện Phật Giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các độc giảng viên trẻ thực hiện. Kính thưa quý vị và chư quý đồng đạo kính mến, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu quyển sóng giảng khuyên người đời tu niệm, tức là quyển thứ nhất, do Đức Thầy viết vào năm 1939 tại Tổ đình Hòa Hảo bằng thể thơ Lục Bát dài 912 câu, khởi đầu bằng câu Hạ Quân nay đã hết đời và kết thúc bởi câu Tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Tới đây ca hát ban đêm, ai có thù hềm chửi mắng cùng cam. Cho tiền cho bạc chẳng ham, quyết lòng dạy dỗ dương trần mà thôi. Nghe rồi thì cũng phổi rồi, nào ai có biết đây là người chi. Cho về phong mê một khi, thuyền đi một mạch tới thì rạch chanh. Ghe chèo khúc quèo khúc quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc ra tâm trí bồi hồi, khó đứng khuôn ngồi, thương xót ba gian. Kiến vàng lặng nọ chẳng mau tới đó vậy mà thử coi. Xứ này nhà cửa ít nói, mà trong dân sự nhiều người chân đã nói xong.
và người bán mâm quá khờ quá quê. Chợ này thiên hạ bộn bề, kẻ nhúng người trề chê mắm chẳng ngon. Bạn hàng tiếng nói quá giòn, giá này chẳng bán còn chờ chuyện chi. Bưng thời kẻ nếu người trì, ở đây không bán chỉ thì đi đâu. Dứt lời rồi lại câu mâu, mắng còn đi chối khéo hầu làm khôn. Muốn làm cho có người đồn, biến mất xác hồn cho chúng trình ghê. Nói ra thêm thảm thêm thê, ông lành giữa kề giá bán trầu cao. Bạn hàng xúm lại lao sao, ông bán giá nào nói thử nghe coi. Trầu thời kẻ móc người moi, còn cao bẻ dấu thấy loài tanh tham. Thấy già bán rẻ nó ham, bị thêm quê dốt nó làm thằng tai. Ghê người biến mất bằng nay, cho chúng biết tài của kẻ thần tiên. Bên thành đến đó đầu liền, gặp hai thằng lính tra liền xin cầu thứ tha. Hai người tôi ở phương xa, bởi chân khổ nào mới là nỗi trôi. Linh nghe nạt một hồi rồi lại bắt giam, thấy đời trong già hết ham. Ghé người biến mất coi làm chi đây, tức thời tỉnh
giáo cùng khắp cả sài thành. Khi ca khi ly nói ai rành thiên cơ trồng bạc trồng tiền khôn ngoan độc ác cứ làm phiền người xưa mặc ai ghét ghét chẳng dám nói bừa cho ba tánh nghe phiền ba ngựa ngựa xe xe điên giả người què gia đình thằng sông què này đường xa lão thông khắp trong thiền thị rồi thì nhà quê kêu cơm ba tấn nghe ghê thèm nói bồn bề những việc về sao dương trần bàn tán thấp cao chẳng biết người nào rõ việc tiên tri giả từ gia đình một khi thuyền loạn trực chỉ đến thì Cần Thơ tới đây già kẻ quá khờ vợ điên chồng lại đứng hờ một bên phố phường xóm dưới đầu trên cùng người đi chờ xung nhau reo cười thị thiên hiền đức đức mười phận nhiều xung lại chế cười người điên vợ thời ca cơ quyên thiên chồng chẳng có tiền lại quan xin cơm ba gia coi thể ra cứ rơm ai cũng sẵn hòm đặng có ghẹo chơi điên mà ca hát diệt đời với việc hiện thời khổ nào âu châu chạy cùng chẳng số cứ đâu đâu lòng quá thắm sầu lìa lại Vĩnh Long chợ quê giảng dài đã xong thuyền loan trực chỉ đến rài bến tre chợ này đầu tại nhà bè
chè dạo khắp các nơi. Giọng rao rạc tiếng kim thời rước rước mời mời anh chị mua ăn. Rằng những việc bướm mơ ông gánh chè bán hết vừa xong, điên cũng nói rộng chuyện khổ về sau. Nói rồi chân bước mau mau lìa xa thiền thì đến thì thôn quê nghe. Đi đâu cũng bị nhung trề, kẻ lại chửi thề nói lũ ba dơ. Thấy đời tai lấp mê mắt ngơ, lúc ở trên bờ khi lại đi ghe. Dạo cùng khắp tỉnh hơi Bến Tre, đủ bực thơ về địa lại Trà Vinh. Tới đây bài đặt hát kình, đùa nhau ban thuốc mặc tình mùa không. Nói ra những chuyện bông lông, chết trong lễ thứ không lòng từ bi. Gặp người đôi khó khinh khi, điền duyên sự sẵn ai thì làm cho. Dài rồi thuyền lại mỉ thoa, khuyên trong trần hà ráng lo tu trì. Xưa nay không có mấy khi, dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Chợ quê giáp hết thuyền quay, đi chợ lộn về ông trưởng giảng dân. Quảng chi nắng sợ mưa tần, chèo xuôi chèo ngược mấy lần không thôi. Thảm thương ba tánh lắm ôi, bồng lai tiên cảnh rau rồi một khi. Có người
trời cũng bắt đồng lòng ghé vào tệ xá thăng sông lên nhà mình người tu niệm dây mà nói chi lớn tiếng người mà khinh khi người nhà cám ta một khi cũng nằm cất bạc tiền đi ở non bồng câu nào trái ý đạo ba buồn đời điên mới bước ra tay gái chèo quê vào thì khắp nơi đi hoài chẳng có nghỉ ngơi miền cũng sao mời tiên cảnh bồng lai có người xuống bên bằng nai mặt trời ít tiếng người rải màn giông nhà ngươi thiệt chẳng có lòng đòi đã hai lần sao chẳng chịu đi thương đời ta lúng sầu bi đò đi tới chúng ăn thì bao nhiêu điên rằng tôi chẳng ham nhiều bao nhiêu tự ý cho nhiều chẳng ham điên này bụng chẳng có tham ghe đã chớ đầy chật nứt trong môi và đây cũng chờ cầu vui vậy chú hải ngồi ngay chỗ sau đây thấy người lòng dạ tà tây thân tôi làm vậy ông chẳng cho vô trong mũi đã má cơ lại khô tôi có đổ tiền mà trả cho ông nhớ trong mũi dòm thấy trống không bước đi nhậu vào trào ra
mà còn chi. Trở lên chợ mới một khi, chèo lên chèo xuống, vậy thì cùng trần hà đuôi mù không hay. Hỏi ông người ở đâu rày, trả lời rằng ở trong làng xóm mưa đi rồi sạch trơn. Tôi đâu cũng mơ tỏ thiệt hơn, nhà tôi vốn thiệt có đờn năm này, nên mới làm vậy cho giải quả căn. Nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hàng 80. Nhiều người nghe nói rêu cười, thân tôi lão lý anh cười tôi chi. Gia từ chợ mới một khi, thuyền đi xuôi ngược đến thì ba răng. Ít ai biết được đạo hằng, ghé am thầy pháp nói rằng lời chân. Sao bài tỏ nguồn cơn, vì thương lê thư chi sờn lòng đây. Có người lối xóm muốn gây, xin sao trai bắp liền quài xuống ghe. Ghe điên vốn thiệt ghe bé, mà lại điên nhà nước ngược thẳng sông.
ra quay thuyền chài như dông. Người nhà xuống y bên trong lòng ngài nghĩ, ông này chẳng biết người chi, chèo quấy vậy thì mạnh bào quá tay. Thần tiên mà chẳng ai hay, cứ bím nhẹ hoài buồn giá người xưa. Đời chẳng ai thương. Con thuyền đương lướt gió sương, bỗng nghe tiếng khóc tư lương ai hoài. Có người ở xóm bằng nay bị mất trộm rài đồ đạc sạch trơn. Du thần bày tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đương hờn phần duyên. Đi nghe vội và quay thuyền dùng khoa coi bồi giải phiền phàm nhân. Coi rồi bài tỏ thiệt hơn, khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi. Rồi đi vào xóm một khi, đi lên nhà thì giả gạo mà chơi. Vào nhà nói chuyện một hơi, gặp người bán thuốc cùng thời ghé vô. Mua một ve uống hỏi cô, uống vô bổ khỏe trị nhiều chứng phong. Uống thì pha nước nóng trong, chớ đừng pha rượu nó hồng kỳ thai. Hai thằng ở xóm bằng nay, nó nói ngày dài thuốc chẳng có hay. Người cha đi lại thấy rầy, thiệt mấy đứa này cãi cò làm chi. Bước ra
nhà nọ một khi. Đi lên đi xuống kiếm thì sẽ lôi, gặp xe chẳng có lên ngồi, chạy trước đi rồi ngừng lại chỗ kia. Sớm này kẻ ghét người ưa, ghé vào nhà nọ nhổ bừa cái răng. Nhổ rồi lui tới lăng xăng, liền bước xuống thuyền thầy tớ thả trôi. Giảm nao rải đã đến nữa rồi, quái thuyền ghé lại bằng nay ở chợ đình. Hát hai câu hát quê tình, đầu xem dân chúng ở chợ đình làm sao. Giả bận áo bào ai cùng dòm xem, mấy thằng trai trẻ thấy thèm đứng xa quanh quẩn cho lê thứ sao còn ham vui. Ở đây một buổi ghé lui, về trên bãi núi ngồi ngồi thương dân. Rảo khắp non tận bận nửa thử coi, chân tu thì quá ít ôi, nhiều người ẩn sẽ quá lòi lần ra đến núi sam, đến nơi rảo khắp chùa am của người. Dài rồi bắt quá tức cười, thầy tu nhiều kẻ biết lười quá tay. Trẻ già biên quá ai hay, dạo trong bãi núi chẳng nài
công lao. Xuống rừng lúc thấp lúc cao, già ra nghèo khó giàu nhiều am dân. Tu hành nhiều kẻ tham sân, làm sao cho đặng mau gần Phật tiên. Ai ai cũng cứ ham tiền, ấy là đêm sợi xích xiềng trói thân. Lìa xa bãi núi lần lần, xuống thuyền trực chỉ lên gần Hà Tiên. Đến đây giả kè không tiền, rảo khắp thị thiền xin xỏ ba gia. Đi rồi cũng quá thiết tha, trở về non cũ đắng mà vào chơi. Non tiên gió mát thành thơi, nhưng nhớ việc đời lụy ngọc nhỏ xa. Xuống trần lúc hát lúc ca, mà trong lễ thứ có mà biết chi. Nam mô hai chữ từ bi, Trần Hà nói gì đây cũng làm thinh. Tu thời nhàn hạ thân mình, phần điên khuyên nhủ mặc tình ghét ương. Thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong ba tánh chẳng ương điên khùng. Xuống thuyền chèo quê thung dung, đi dài đủ chỗ khắp cùng thử coi. Rạch giá chợ nọ thôi lôi, gần nơi ven biển cá mòi nhiều hơn. Tới đây giá kẻ có cơn, khi sai khi tỉnh cười rằng quân điên. Ở đâu mà tới thầy thiền, linh chẳng bắt xiềng nó lại bóp đi. Lòng thương vì tánh từ bi, dài mà chẳng ai nghe. Dài rồi điên lại xuống ghe, lòng xuyên xa đét nói rồng
dè thương. Vợ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ lại khờ lại quê. Buồn trong lê thư ồ ê, sóc trăng chợ ấy thuyền kề đến nơi. Đến đâu thì cũng tả tơi, nói rõ việc đời sắp khổ sắp lao. Thị thiền thiên hạ lao sao, chẳng có người nào tu niệm hiền lương. Thấy trong trần hạ thảm thương, đâu có biết đường chân chánh mà đi. Lìa xa đô thị một khi, thuyền loạn trực chỉ đến thì Bạc Liêu. Chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiều nhiều hơn. Đi cùng thành thị ráo trơn, Cà Mau đến đó thiệt hơn tỏa bài. Cho trong ba tánh chợ này, rõ việc vậy đầy lao lý về sao. Đường đi lao khổ xa bao, miễn cho trần hà biết vào đường tu. Tu hành đâu có tốn xu, mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Thầy cho lắm cảnh gian nan, chừng nào hết khổ đặng dân đến tình gò công. Vì thương dân thơ mới hồng đến đây, xưa kia bão lục tình này, mà sao cảnh khổ xứ này nhiều hơn. Yêu dân lòng nọ chẳng sờn, thầy hát tớ đờn dạy cũng thời trời mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta, vì
làm sao nghe. Hát mà trong bụng sao xào, nói chuyện bên tàu máu đổ tuôn rơi. Ca kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tỉnh việc đời gần bên. Khổ đà đi đến như tên, sáng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tu cho nhạn toại tâm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên ban. Hát kêu bới kẻ giàu sang, ráng lo làm phước làm doan mới làm. Đến lâm cảnh khổ có ta, với linh Phật Bà cứu giúp dùm cho. Tu hành phải ráng trì mò, gặp lão đứa đò đừng có khinh khi. Dài rồi thầy tớ liền đi, Biên Hòa đến đó vậy thì xem qua. Đến đây dạy dỗ gần xa, khuyên trong ba tánh vậy mà tình tâm. Ngày nay gặp bạn Tri Âm, ráng mà trì chí đặng tâm quyền cơ. Tình nghe không chán rồi, dầu một thằng sống thiền thị giáp dòng thứ chót là đây. Nhất ra già nó nào ngủ
chậm khinh khi điên này. Đừng ham nói nọ nói này, lặng yên coi thử điên này là ai. Cảm thương ông lão bán khoai, vì yêu dân chúng chẳng nài nắng mưa. Câu này nhất truyền năm xưa, khuyên trong trần hạ hãy chừa lòng tham. Không thời quê ngủ nỗi sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Do nghiêu xưa mở đất cài, ngày nay nhường lại cảnh này cho điên. Xuống trần dài dỗ quyên thiên, dài rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật Tổ ra ơn, lời điên khuyên nhủ như đờn ba nhang. Thị thiền khắp hết gần xa, từ đây sắp đến quê nhà điên đi. Đừng thấy ngu dại mà khi thầy thì quê lựu, tớ thì quê tâm. Đời cũng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thấy nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Khuyên trong lời thư trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Ấy là quý báu thơm tho, đừng ham cây gỗ nhỏ to làm gì. Đời nay quá bóng một giây nhàn tiền, chương trần phải ráng làm hiền. Đừng trông bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân nghĩa.
soi lấy mình. Ai thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho trời chẳng muốn điều tôi ấy đâu. Muốn cho dân hiểu đạo màu, chứ không có muốn chùa lầu cho cả bao nhiêu
dài khôn trần thế chớ nào dài ngu. Sáng ngày con chó sủa tru, chừng heo cắn ổ hiểm thù mới yên. Đừng ham danh vật của tiền, người hung hay gọi kẻ hiền rằng ngu. Là đủ việc tài bù cho dân. Thôi thôi nói riết dần lần, tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Bưu châu công luyện sơn thủy môn giang bào giác dân, kỳ quái chờ nói thiên nhất định. Nồng danh thương kẻ trọn ân, Nam mô A Di Đà Phật.